Nhung ơi, coi gì nữa không? Bạn Nhung mệt rồi, hai bạn có mệt chưa? Mỏi chân. Mỏi chân, cổng đi, tôi có quay cảnh cổng đâu. Chúng ta đi vào cái làng nghề truyền thống gì nữa nè. Vô thử coi, trong đây có gì? Nghệ nhân anh thơ, làng nghề nón chuông. Tuyệt vời quá. Dạ, con xin chào các cô bác. Dạ, cảm ơn cô cho con tham quan ha. Đây là làng nghề nón chuông. Cô ấy đang phơi cái lá gì nè? Lá cọ hả cô? Dạ, lá cọ để làm nón. Là nón này làm bằng lá cọ hả cô? Bằng cả lá cọ. Dạ. Là kia là làm cái nón này đây nè em nè. Dạ, trời ơi bự gì? Wow, khủng lôi hồ. Dạ, ôi, rồi làng nghề của mình là như cái truyền thống là ở đâu hả cô? Truyền thống ở làng Chuông, ở Thanh Hoai. Thanh Hoai, Hà Nội. Cô ơi, còn cái nón kia bằng nón quay thao không cô? Cái tròn quay đó. Nón thúng. Nón thúng hả? Nón oxin ngày xưa đấy. Ủa, quay thao là nón kia trên kia ha. Đây đây, quay thao là trên đây rồi các bạn. Là quay thao. Rồi, mấy bạn muốn ủng hộ cô ha. Con gà. Đây, cho tìm trong này đi. Trong làng nghề còn có một cơ sở sản xuất tượng gỗ nữa các bạn. Bây giờ buổi trưa mình sẽ nói nhỏ xíu cà siêu luôn để cho các chú nghỉ, tại vì mình không có mua đó. Mình xin quay nhẹ cho các bạn xem thôi. Thì tượng gỗ này có tên là Đạt Hương, làng nghề truyền thống ở Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội. Dạ, cháu xin chào. Dạ, xin cảm ơn. Cứ nghỉ đi anh, em cảm ơn ạ. Dạ anh cảm ơn, em xin quay nhẹ cho bà con coi một cái ha. Thì đến đây các bạn có thể mua về làm những món quà lưu niệm hoặc là những món quà thờ cúng. Đây là những loại gỗ. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ mình ở miền Nam á, mình quay YouTube chơi á anh. Dạ cái mình sẵn ghé cái tham quan gian hàng của anh. Những cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ được chạm chỗ điêu khắc sắc sảo các bạn. Dạ ít à. Em nhỏ à, em mới làm anh. Dạ. Ồ. Đã ha. Cơ sở có tên là Đạt Hương. Dạ. Dạ, vì em dạ được anh, em xin phép em đi vòng vòng. Cảm ơn. Dạ bye bye anh. Dạ. Còn kế bên gian hàng của anh á thì lại là gian hàng làm đồ sành sứ nè. Những cái chậu, những cái dĩa gì đó. Nhưng vì ở đây có ai bắt nhạc đó các bạn, mình sợ dính bản quyền nên phải tắt lại. Trong ngôi nhà này chính là nơi biểu diễn múa gói nước. Xuất sẽ diễn ra vào 11 giờ, 11 giờ 30, 15 giờ 30 và 14 giờ. Đây, biểu diễn gói nước. Không biết bữa nay có biểu diễn không nữa các bạn. Mình hôm qua ghé Hà Nội á, mình có vô sân khấu biểu diễn mà không có mua vé trước á nên vô không được. Còn ở đây là một hồi sẽ có biểu diễn nữa. Hy vọng hồi có khách ở đây mình được tận mắt xem chương trình biểu diễn múa gói nước một lần cho biết một loại hình văn hóa nhân gian của Bắc Bộ. Còn trong ngôi nhà to kia chính là nơi biểu diễn văn ca, nhạc cổ truyền và hầu đồng. Cũng bị diễn ra miễn phí. Một ngày sẽ có 4 suất: 9 giờ, 9 giờ 30, 4 giờ 15 và 4 giờ 45 chiều. Có nhạc rồi, mình tắt mới được. Hai bạn gái xinh đẹp của chúng ta lại ghé vào một làng nghề tò he. Dạ, chào bạn, chào anh. Tò he là gì? Là những hình thù làm bằng những loại bột này nè các bạn. Anh ơi! Thấy thương lắm. Nghệ nhân sẽ dùng tay á, nắn thiết kế ra. Con gì vậy? Bạn lợn à? Lợn yểm. Con heo là quê mình thôi. Người ta gọi là bạn lợn nghe. Anh nè Quy ơi! Tuyệt vời quá, dễ thương quá. Cảm ơn. Cho à, em cầm giùm em nó. Quá thế trời, khổng lồ luôn. Từ xưa tới giờ em chưa thấy sản phẩm nào mà làm tòa he mà bự như vậy luôn á. Em mua con gà. Trời. Ồ, Khuê Văn Cát. Phải không anh? Đúng rồi đấy. Khuê Văn Cát nằm ở trong Văn Miếu Hà Nội á các bạn. Thì cái này là biểu tượng của Hà Nội nè, được in thẳng vào tờ tiền 100.000 của chúng ta luôn. Trời ơi, anh làm khéo tay quá.
Ủa như vậy là tòa he mình để được lâu luôn hả anh? Các cái sản phẩm này có thể được 5-7 năm thoải mái luôn. Ồ, rồi những cái nhỏ này. Cái này để được vài tháng, một năm được. Trời ơi, hay quá. Hồi xưa tòa he thì chỉ có để chơi trong 1-2 ngày là nó đúng hư. Rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ là qua quá trình làm, bây giờ thời công nghệ là làm sẽ cái bột nó phát triển bền hơn. Dạ, nhưng mà không được ăn ha? Không ăn. Không ăn được, không dạ. Ăn. Tại vì để như này nó mất vệ sinh rồi. Hai dạ. Nữa là phẩm màu nó không an toàn như ngày dạ. Xưa nữa. Ngày xưa thì làm bằng bột đậu xanh rồi ăn được phải không? Ngày xưa là bột gạo. Có thể ăn được nhưng mà căn bản là hồi đó còn nghèo chưa có bánh kẹo đúng nhiều thế là cứ ăn nhiều thôi không nên ăn ha. Dạ hay mua cây gì với Hương về cặm cho đầu năm á, bữa nào mà buồn ngủ mình đập vô đầu bụp bụp dễ thương quá. Cảm ơn những bạn của nhà mình nè, đi đến đâu cũng ghé mua ủng hộ làm cho mình muốn quay cũng tự tin tự nhiên. Thì làng nghề truyền thống tòa he này đến từ Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội. Đã ha, mình không biết mấy cái chỗ này các bạn. Đến đây thì bây giờ được giới thiệu nè. Có dịp mình sẽ đến với làng quê của Hà Nội để tìm hiểu sâu hơn. Còn bên đây là một làng nghề nữa nè. Làng nghề chạm khảm chuyên Mỹ hả? Chạm khảm. Khảm chắc khảm ốc rồi các bạn. Khảm sà cừ rồi chạm thì khắc vô những cái câu hoành phi câu đối rồi đó. Bây giờ dạ anh cứ nghĩ anh em ở ngoài anh, cảm ơn anh làm phiền anh. Dạ cũng là một lần dạ làm phiền bác. Đây là khảm sà cừ nè ha, chúng ta gọi là khảm sà cừ, những cái vỏ ốc sà cừ đó, gỗ sẽ được khuyết xuống rồi chạm vô tạo ra những bức tranh sống động. Đây những con ốc như vậy nè các bạn. Tuyệt vời quá, cảm ơn nhiều. Dạ làng nghề mình cũng ở Hà Nội ha bác. Dạ Hà Nội luôn. Ở đây có tấm bảng giới thiệu về làng nghề thủ công mỹ nghệ. Làng nghề này nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 40 km về phía tây nam. Có một làng nghề nổi tiếng trong và ngoài nước, đó là làng nghề cổ truyền khảm chai ốc sà cừ Chuông Ngọ. Làng Chuông Ngọ được cụ tổ nghề là phó tướng thời Lý, cụ Trương Công Thành truyền và dạy nghề cho người làng Chuông vào thế kỷ thứ 11. Người thợ làng Chuông dùng nguyên liệu là các mảnh ốc lấy từ biển, mảnh chai lấy từ sông lớn, hồ rộng, ghép lại thành các chanh ngang Vinh Quy, chanh bộ Tứ Quý. Năm 2007 thì làng Chuông Ngọ đã được đón bảng công nhận là làng nghề tiêu biểu đứng đầu Việt Nam. Dạ, các bạn có đến thì tham quan thoải mái. Ở đây các anh các chú rất là nhiệt tình, vui vẻ để đón chào. Biểu diễn. Bạn ấy vừa mua được cái cây thọt cà lét đầu. Đó, nhọt không Nhung? Nhung ơi nhọt không Nhung? Ủa? Mua cái đó nữa hả? Mua cái này nữa nè, cái này nè. Ba kẹo kéo á, phải không? Cái cây thọt cà lét đầu. Tối về ngủ không được thọt nó. Cho thức chung. Rồi, ok. Như vậy là đã đến lúc chúng ta nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn nè. Các bạn đã đồng hành với mình nè. Đã giúp mình bớt lo sợ. Đặc biệt là bạn á, bạn trốn không thấy gì hết trơn. Tại vì các bạn này sẽ đi tắm công viên nước á mọi người. Nên mình xin từ giã, mình ở lại để mình xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật tiếp theo. Giờ xin chào, nhớ nghe bước chân phương Nam. Happy Farm, tạm dịch ra là nông trại vui vẻ, sẽ là cái nơi tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn. Đâu rồi? À, quẹo qua đây. Trang trại nuôi thú là bên đây. Ôi, đẹp quá, giống như một khu vườn. Này là của mấy bạn nhỏ chơi thì hay hơn. Tại mình thì muốn đi đến những cái gì mà người ta có bố trí cho mình tham quan thì mình tham quan cho hết, chia sẻ cùng các bạn. Một hồ cá. Hồ cá coi. Wow. Chết rồi, không có gì cho mày ăn hết trơn. Có thịt tao không mà tụi mày ăn không? Chưa có con ơi. Trời ơi, nó chạy như tên bắn vậy má ơi, nó kéo lại hù 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 luôn.
thành thật xin lỗi tụi bay, không có gì cho tụi bay ăn hết. Mới vô là thấy vui vẻ rồi. Chúng ta đến khu nuôi thú ở đây nữa nè. Chào bạn cô. Ngoan hiền quá. Hello. Giờ chưa tụi nó làm biến đứng gì đi. Nó ngủ không rồi các bạn. Ở đây còn con gì ở đâu nữa không anh? Bên kia còn vườn thú. Vườn thú ha, em muốn chơi đông chạy vui vẻ mình á. Là thăm bạn cù rồi trong cái nhà có bạn gì nữa không? Cái này là dê. Dạ. Là thỏ, là dạ, mình vô nhà được luôn hả anh? Vâng. Dạ, em cảm ơn anh. Hello, hello. Hello mấy bạn dê. Buổi trưa ngủ hả? Đây là những cái nông trại mini á, dành cho các bạn nhỏ nè. Gia đình dắt đến đây thì chúng ta sẽ tương tác chơi cùng các bạn luôn, vuốt ve rồi đó, không sợ nguy hiểm. Còn bạn nào muốn chơi cảm giác mạnh thì qua vườn thú. Thì nó chạy xuống kìa, tao vuốt cái tao đi nè. Dê, dê con ơi, dê con ơi, nựng cái coi rồi đi. Dê con ơi, dê con ơi, ấy dê con ơi. Các bạn mua thức ăn á thì mấy bạn sẽ thưởng cho bạn thú nào ngoan, nghe lời kêu là lợi thì thưởng cho bạn ấy. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào nông trại vui vẻ, ai cũng vui vẻ hết các bạn. Dạ. Chào cô nhân viên vui vẻ. Chào mình anh. Xin vào cái he. Trời ơi bạn bọ nữa kìa. Gà nữa. Ồ, những bạn gà con bé xíu. Ồ, gà này gà gì? Chào chào. Gà này gà gì ta? Đẹp quá vậy. Còn bên đây là những bạn bỏ ú, hay còn gọi là chuột lang. Nhóc luôn. Đã không? Đây, thiên đường của các bạn nhỏ là đây. Rồi. Còn thiên đường các bạn lớn thì vô trong khu vườn thú ha. Ồ, chị ấy cho mình vô đây ôm con thỏ luôn. Vô luôn. Nè, bạn thỏ ngày xưa đầu tiên mình nuôi là màu này nè các bạn. Ơi, nằm đi con, trời ơi, trời trời nó chạy là nhấp luôn. Nó đi xin ăn đó các bạn. Ai ngoan thì thưởng, muốn thưởng thì phải mua 5.000 một phần phải không? Đây, 5.000 một mớ rau nha. 5.000 một mớ rau ha. Mình mua ủng hộ chị đi tặng thưởng cho các bạn thỏ ha các bạn. Thỏ và chuột nha. Thỏ và chuột luôn hả? Mua hai cái luôn hả? Vâng ạ. Hoặc tới dê với cù luôn hả? Vâng. Cái kiểu cũng ăn được anh. Ăn cực luôn rồi. 10.000 đầu tiên luôn á. Vâng. Nãy giờ vô đây đói bụng không dám ăn nữa. Mà phải bỏ 10.000 đi mua đồ cho thỏ với bò ăn á các bạn. Dành tất cả cuộc đời dành cho các bạn thú. Bò ơi. Mình sẽ cho nhanh nha. Đây để vô mâm nè. Các con hãy lại ăn đi. Đó. Ăn nghe, ăn nhanh nghe. Giỏi. Nó ăn còn kêu gung két. Còn đó nó đói bụng rồi nó kêu két. Thỏ đâu, đây, bây giờ là cho ăn thiệt nè. Lại đây sạch nè mấy con. Nhanh lên. Đây. Chị ơi, nó không ăn rau muống của chị kìa. Con ơi, không thấy mà. Đó. Anh ơi, anh dơ từng ngọt ra là nó vào dữ đấy. Đó, rồi kệ cho mấy bạn ăn một lượt đi. Rồi. Ăn ngon nghe con. Bây giờ anh đi sang bên diệt xước, xước chó. Xước chó ha. Vâng ạ, xử bên safari ạ. Dạ, ok. Bây giờ đi ra ngoài xong anh đi tay phải ạ. Rồi, ok, bye bye. Bye anh. Dạ, chúng ta sẽ đi lên gặp xiếc. Còn có 10 phút nữa thôi, tranh thủ các bạn. Trời, ở đây gì mà đẹp cái gì? Khách sạn hả? Khách sạn đây ạ. Ở đây có lưu trú khách sạn luôn các bạn. Không biết chừng nào có tiền ở đây ở nữa. Chắc cái ngày mà lấy vợ mới hy vọng có tiền vô đây tận hưởng cuộc đời. Quá đã. Nhà an vui và nhà tổ chim nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã quay trở lại với vườn thú. Như vậy là chị ở đây sẽ bán vé các trò chơi các bạn. Còn mình thì đi xem xiếc hải cẩu sẽ không mất tiền.
Ôi, thích quá, cái gì miễn phí là lại thích nữa rồi. Chúng ta quay trở lại với cái khu vườn bò sát hồi lúc nãy nè. Thì bên đây là vườn gốc bò sát nè, còn bên đây là vở kịch muôn loài. Chúng ta sẽ vào đây để xem. Không vô đâu trời. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với công viên phía đường Bảo Sơn. Lời đầu tiên cho phép xin trích thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, cảm ơn. Vâng, chúc toàn thể quý vị và các bạn sau này vui chơi trên công viên phía đường Bảo Sơn thật vui vẻ và bổ ích. Và ngay sau đây chương trình biểu diễn tiếp tục của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Wow. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi lớp học đặc biệt. Lớp học này thì các chú cún rất tinh nghịch và vui vẻ. Như với đại giải đấu của thầy giáo Xuân Quý, các chú cún sẽ trở nên thông minh hơn và học giỏi hơn. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn dành cho thầy giáo Xuân Quý đi ạ. Vâng, và không thể thiếu trong lớp học. Đầu tiên là cô đàn nho. Thứ hai là cô đàn táo. Thứ ba là cô đàn cam. Và cuối cùng là chàng xoài. Vâng, trên sân khấu chúng tôi bây giờ đang xuất hiện ba số nghệ thuật. Và ngay sau đây sẽ là bài trình diễn của anh chàng xoài. Vâng, chàng xoài vẫn rất cao để coi những trường nghệ thuật đấy ạ. Hay quá, trời ơi. Vâng, quý vị khán giả hãy tay một chàng vỗ tay lớn nhé. Vâng, tiếp theo đây sẽ là bài trình diễn của cô đàn nho. Nhìn lên với khách ơi. Nhìn lên mới diễn à. Ôi trời ơi. Quá hô. Vâng, tiếp theo trên tay đơn vị của chúng tôi đã xuất hiện hai chiếc vòng rất to và nhiều màu sắc. Và ngay sau đây vẫn là anh chàng xoài. Vâng, anh chàng xoài vẫn rất cao để nhảy qua những chiếc vòng do huấn luyện viên đưa ra. Với một chiếc vòng thì rất đơn giản và ngay sau đây độ khó của anh chàng xoài sẽ là hai chiếc vòng. Vâng, hai chiếc vòng cũng không làm khó được anh chàng xoài đâu ạ. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho anh xoài nhé. Vâng, trên sân khấu bây giờ đã xuất hiện 4 chiếc vòng lửa. Và ngay sau đây sẽ là màn thể hiện của cô đàn cam. Trời ơi, nhỏ ngủ mấy thức mà. Hai quá, 4 quá hô. Di chuyển qua từng chiếc vòng lửa đấy ạ. Giỏi quá. Và ngay sau đây độ khó của cô đàn cam sẽ được tăng lên. Vâng, ngay sau đây chúng tôi sẽ ghép 2 chiếc vòng lửa với nhau. Rồi, tiếp theo sẽ là ba chiếc vòng ạ. Không biết cô đàn cam của chúng tôi sẽ nhảy được qua ba chiếc vòng này không ạ? Quang hô. Và cuối cùng câu khó của cô đàn cam sẽ là bốn. Trời ơi. Cam ơi, sao mày khó quá vậy cam? Wow. Cuối cùng cô đàn ca của tôi đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi của mình rồi. Và vẫn là bốn chiếc vòng lửa. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ xoay ngang ra sân khấu. Đó, đây là màn thể hiện của cô đàn nho. Cô đàn nho đang di chuyển qua từng chiếc vòng lửa rất là lắc léo nha. Và ngay bây giờ cô đàn nho tỏ ra cùng vẫn rất chuyên nghiệp trên sân khấu. Cam đi đâu đó? Rồi cô đàn cam đang di chuyển đến trong chiếc vòng. Quá giỏi, quá giỏi. Tăng vòng, tình nguyện tăng vòng. Wow.
rồi. Tới. Giỏi quá. Rồi, và chúng ta kết hợp nhau rất nhịp nhàng để năm xếp vòng theo hướng của lần đưa ra. Rồi, ôi, 10 điểm, 10 điểm. Phần trình diễn rất là tài ba của ba chú đấy ạ. Yeah. Khổ quá. Vâng, một trang cũng thành trước khi vào giờ học, thầy xin trân trọng giới thiệu tới dự lớp học của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay có rất đông quý vị khán giả, các bậc phụ huynh, đặc biệt là có sự góp mặt của ba bạn nhỏ. Vâng, một tràng vỗ tay lớn dành cho tất cả chúng mình ạ. Vâng, xin cảm ơn. Để bắt đầu vào buổi học, thầy mời bạn lớp trưởng lên bảng báo cáo sự sau lớp từ thầy nào. Bạn lớp trưởng quan sát thật kỹ xem lớp chúng ta buổi chiều ngày hôm nay có mấy bạn đi học nhỉ? Và lớp trưởng của chúng ta buổi chiều ngày hôm nay làm sao giờ? Thế mời bạn lớp trưởng nào. Buồn ngủ mà. Vâng, có lẽ là bạn lớp trưởng đang buồn ngủ đấy ạ. Thế mời bạn lớp trưởng về chỗ nào. Vâng, ngay bây giờ thầy sẽ mời bạn Táo nào. Bạn Táo lên bảng báo cáo sĩ số thay cho bạn lớp trưởng nào. Bạn Táo hãy quan sát thật kỹ xem lớp chúng ta buổi chiều ngày hôm nay có mấy bạn đi học nhá. Nào bạn Táo hãy quan sát thật kỹ lại nào. Hãy báo cáo lại cho thầy là có mấy bạn nhỉ? 4. 4 bạn. Rất đầy đủ. Hay. Cần học tập của các em. Buổi chiều ngày hôm nay thầy sẽ cho lớp ôn lại bài cũ với các phép tính cộng trừ nhân và chia một đáp số nhỏ hơn bằng 10. Đầu tiên thầy có phép tính cộng trước. Thầy có phép tính 3 cộng 3. 3 cộng 3 bằng mấy? Thầy mời bạn Táo trả lời luôn cho thầy nào. 6, đúng rồi. Hay vâng, xin cảm ơn thầy bạn Táo về số. Bạn Táo của chúng ta buổi chiều ngày hôm nay rất là cường mẫu đấy ạ. Và phép tính rất chuẩn, rất nhanh và rõ ràng. Và ngay sau đây thầy sẽ muốn phép tính trừ. Thầy có phép tính 10 trừ 6. 10 trừ 6 bằng mấy trong lớp mình, bạn nào trả lời được nhỉ? Là thầy bài bạn lớp trưởng nào. Ồ, chỉ nói là chạy lại. Phép tính này không nhỉ? Lớp trưởng của chúng ta buổi chiều hôm nay lười học quá. Là thầy bài bạn lớp trưởng nào. 10 trừ 6 bằng mấy nào? Tôi đi có đá banh, ngủ trễ. Bạn lớp trưởng ta buổi chiều ngày hôm nay không học bài rồi. Thầy mời bạn lớp trưởng về số. Cắt chức lớp trưởng đi thầy ơi. Nào thầy mời bạn nào nào. Trời quá sung. Bạn xoài nào. Trời sung quá sung ơi. Bạn xoài lên bảng suy nghĩ thật kỹ trả lời với thầy thật tính. 10 trừ 6 bằng mấy nào? Nào bạn xoài buổi chiều ngày hôm nay bị đau họng hay là sao nhỉ? Nào, thế mời bạn xoài nào sửa to cho thầy nào. 10 trừ 6 bằng mấy nào? Bạn cố đấy ạ, một trang cố tay lớn để động viên cho bạn. Cố gắng hết sức rồi đấy các bạn. Bạn xoài bên đây bị đau họng. Mời bạn xoài này chỗ nào. Đừng uống nước ngọt cái xoài. Đang đau họng xuống rồi. Và ngay sau đây thầy sẽ có một phép tính khó hơn, một phép tính nhân. 4 nhân 2. 4 nhân 2 bằng mấy trong lớp mình, bạn nào trả lời được nhờ? Nào thầy mời bạn Nho nào. Thầy mời bạn Nho lên bảng nào. Bạn Nho đang làm gì đấy? Bạn Nho đang ngủ gần trong lớp à? Nào bạn Nho suy nghĩ thật kỹ trả lời thầy phép tính 4 nhân 2 bằng mấy nào? Mời Nho nào. Hãy trả lời cho thầy là 4 nhân 2 bằng mấy nào? Vâng, bạn Nho chúng ta buổi chiều ngày hôm nay cũng không học bài rồi. Đi chơi với lớp trưởng hay tối đó chứ. Vâng, bạn Nho về nhà thì không học bài cũ. Mời lên bảng không trả lời phép tính. Và trong lớp còn ngủ gần nữa. Và với tinh thần học tập như bạn Nho như vậy, bạn lớp trưởng đánh giá cho bạn Nho xứng đáng được mấy điểm nào? Một điểm. Bạn Nho thấy xấu hổ chưa? Nho về nhà thì chưa có học tập chăm chỉ hơn nhá. Nào bây giờ thầy mời là lớp trưởng nào. Bạn lớp trưởng đến bảng trả lời ngay cho bạn Nho cái tính 4 nhân 2 bằng mấy nào? Nào bạn lớp trưởng suy nghĩ thật kỹ nha, trả lời được thầy phép tính 4 nhân 2 bằng mấy nào? Vâng, bạn lớp trưởng chúng ta cũng trả lời được phép tính đi rồi, thầy phải bạn lớp trưởng phải chỗ nào?
Ngồi nhầm lớp. Bạn Táo trả lời thay cho bạn nhỏ cách tính 4 nhân 2 bằng mấy? Bạn Táo mới trả lời cách tính này, thầy sẽ có một phần thưởng rất lớn dành cho bạn Táo. Nào thầy mời Táo nào. Ồ. Bóng đã rước vào lưới viên nhặt bóng mở thùng rác
xung quanh đồng này vui mừng gửi tới quý vị một thông điệp: hãy bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp vì tương lai của đền chúng ta. Không chỉ là để lễ đền giữ trẻ bò hung thăng bằng trên chiếc nho của mình, bác nghệ sỏi cầu còn di chuyển trẻ bò lên trên cao. Đồng thời nâng cao đôi dòng về đây, tạo hình vòng cung đẹp mắt. Đây chính là chỉ điểm tình cao của đất lề xe cầu ở khả năng giữ thăng bằng. Rất hình chỉ Linh là xe đỉnh 2 vòng. Hay vòng quá. Vòng 3 có thể giữ chân mũi, một trang pháo tay để cái đời tài năng đặc biệt. Một hiện tại sức sức được bản thân. Cơ lực ảnh trả bốc cao to để trai được sử dụng bóng to hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chuyển năng đôi tay của các nghề xa cầu linh hoạt. Rồi. Bóng không có lưới và như vậy thì số lượng sang
sẽ là trái bóng thứ 5. Cơ hội chia đều cho cả đội. Rồi, con kia nó không chơi nữa rồi. 32 cho đội quái trợ Úc. Linh là có vẻ bỏ cuộc chơi. Rất không tập trung vào việc bắt bóng của mình. Trái bóng thứ 6. Chiến thắng này giúp cho anh chàng bố được lọt vào vòng chung kết, đối mặt với những chiếc vòng trên tay ở bên biên. Phút giải thư để quý vị và được chứng kiến bắt vòng. Thông minh quá. Xin chào các phong độ của Úc bằng pha bắt vòng chuẩn xác. Phối hợp rất là đầy ưu tiên và đây sẽ là chiếc vòng cuối cùng. Quang ơi! Con thấy bạn Hải Cẩu với bạn chó bạn nào khôn hơn? Con thích bạn nào hơn? Con thích bạn nào hơn? Trời ơi, đã quá. Con thích con nào? Thích nào? Hải Cẩu. Hải Cẩu. Con giống bác rồi đó. Tụi mình thích Hải Cẩu. Ồ, nửa lớn kêu bố mua một con Hải Cẩu về nuôi ha. Rồi, cảm ơn gia đình. Dạ, yeah. Rất vui và rất bất ngờ với màn trình diễn xiếc chó và xiếc Hải Cẩu. Nhìn xem mà đã mắt quá các bạn. Mình không ngờ bạn Hải Cẩu lại thông minh như vậy. Đánh giá 10 điểm cho bạn Hải Cẩu nghe. Bạn chó thì 9 điểm rưỡi. Tại bạn chó có nhiều bạn hồi tối thức khuya, sáng nay không có thuộc bài. Rồi, xin cảm ơn các anh. Cảm ơn khu du lịch Thiên Đường Bảo Sơn đã trình bày được một cái vở kịch về động vật hết sức là ấn tượng các bạn. Mình đã quay trở lại với sân khấu Múa Rối Nước. Và xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, họ có đi coi múa rối với mình không? Người lớn 30.000, trẻ em 20.000. Mà 10 người mới đủ sức diễn. Ồ, bây giờ điểm hết trơn cũng không đủ nữa. Nếu không đủ là mình phải bù làm sao đủ 10 vé người ta mới diễn được. Tiếc quá ha. Dạ. Dạ, còn ở đây là cái sân để văn nghệ nè. Mà bữa nay ngày thường đó, hơi vắng, không biết họ có diễn không nữa. Chắc hẹn dịp sau đi các bạn. Hơi tiếc nuối một chút xíu. Bữa nay mình cũng đã trải qua một ngày với công viên thiên đường gì quên mất tiêu rồi, Thiên Đường Bảo Sơn. Mệt quá quên rồi các bạn, chưa có ăn uống gì hết. Thiên Đường Bảo Sơn thật sự là thú vị. Cảm ơn bạn Nguyễn Huy Hoàng đã mách bảo cho mình đến đây. Thật sự trong tiềm thức mình thì chỉ có vườn thú Hà Nội thôi, chứ chưa từng nghe nói về công viên này. Bữa nay đến đây trải nghiệm thì cảm thấy rất là hài lòng. Cái khu thủy cung và khu thú là khu mình yêu thích nhất. Còn khu trò chơi thì phù hợp cho các bạn trẻ. Bữa nay thì không phải ngày sôi động nên các khu trò chơi ít hoạt động hơn. Rồi,
cuối lời đi, mình xin chào các bạn nè, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn.